Đây là bài tập ban ma của câu lạc bộ Hà Nội. Các bạn có thể thấy là có bốn người làm ma đúng không? Bốn người mặc áo xanh. Ở giữa thì người ta bố trí một cầu thủ để có thể làm tuyến giữa. Đấy. Cầu thủ mặc áo cam ấy là người ta bố trí ở giữa, có một người thôi. Còn đâu là xung quanh là vòng tròn, các bạn ấy sẽ ban truyền cho nhau. Chỗ này câu lạc bộ Hà Nội chia làm hai tốp. Ở đằng xa kia thì có, ở phía đằng xa trên máy quay này thì các bạn không nhìn rõ đâu. Thì ở đây tôi có thể nhìn thấy Thành Lương và Đoàn Văn Hậu. Ở góc kia thì thủ môn Bùi Tiến Dũng đang tập ở đó. Và Quách là Thế Anh, một thủ môn của đội tuyển quốc gia hồi những cái năm mà Hồng Sơn ấy ạ. Cựu tuyển thủ quốc gia Thế Anh đúng không ạ? Còn đây là các cầu thủ trẻ. Phía dưới đường pit chạy này cũng có các nhóm cầu thủ trẻ đang tập. Các bạn có thể nhìn rõ những cái đường ban truyền nhé. Họ đập ban cho nhau hai chạm. Ban bổng, ban xa tùy đúng không? Đấy, các bạn có thể nhìn rõ nhá. Ở giữa có một cầu thủ áo xanh làm tuyến giữa, làm kết nối. Nếu mà tôi zoom thì hay bị vỡ hình, nên là tôi chỉ vừa zoom ở mức độ vừa phải thôi. Đây các bạn có thể nhìn rõ buổi tập nhá. Đây là đang ở trên cao, nhìn rất là rõ. Ba chạm mất rồi. Các cầu thủ chỉ được hai chạm thôi. Ở giữa có một người nối này, kết nối. Non rồi, quả đấy non rồi. Đấy, bây giờ đội xanh đang bị ma đúng không? Và đội cam sẽ chuyền bóng. Ở giữa đội cam, ở giữa sân là có một người kết nối. Đấy. Họ tập như thế để có tuyến giữa. Kết nối giữa các tuyến.
bóng rồi. Kia thủ môn đang tập ạ. Nói chung là chắc hôm nay là buổi tập nó chỉ là cái buổi tập ban truyền và kết nối thôi, cũng không có cái gì đặc biệt cả. Đá ma. Đây các cầu thủ đang chạy. Dưới kia có một nhóm đang chạy. Ở góc kia là thủ môn đang tập nhá. Có 3 thủ môn và 1 huấn luyện viên. Quách mặc áo trắng, Thế Anh. Và xung quanh thì khán đài đây thì có rất nhiều phóng viên đang tác nghiệp. Hiện tại là chỉ có mình tôi ở trên này thôi. Các bạn có thấy không? Chả có ai cả. Đây là trên tầng 2 của khán đài. Nhìn như này thì mới rõ hơn này. Chứ còn xuống tầng 1 thì tôi không có thể quay được cái gì cả. Bây giờ lại đến đội đội cam làm ma. Ở phía đằng xa kia thì chắc là đội hình chính gồm những cầu thủ nước ngoài và một số cầu thủ nổi tiếng của Việt Nam như là Văn Quyết, Thành Lương, Tuấn Văn Hậu. Nói chung là buổi tập không có gì cả đâu. Chủ yếu là ban truyền thôi, kết nối tuyến giữa và đá ma thôi, để cho các cầu thủ nhuần nhuyễn. Và đa số là các cầu thủ cũng ban sệt nhiều. Chưa có những đường ban bổng vì đá phối hợp nó chỉ vậy thôi. Khoảng cách ngắn 5 đến 10 mét. Vâng, tôi xin kết thúc video này ở đây. Chào các bạn nhé.